Giận quá. Con này hơi nhỏ. Đây. Rất nhiều loại chuột ạ, rất nhiều loại ạ. Không phải một loại. Đây các bạn. Một con chuột cụ. Đây. Đây. Con này rất nhiều chuột luôn. Chúng ta thì đi thấy rất nhiều cái. Đây có các bạn nhìn cái đường nó đi. Nhìn ngắn như là bộ. Đây là thịt xào xả rồi nha. Xả nó ra một nha. Đúng không? 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 Đúng không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.